Dạ, em xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng. Trước mặt quý anh chị khách hàng đây là cái dự án La Villa Green City ở phường 6 Tân An, Long An nhé. Và trước mặt quý anh chị khách hàng là block A3. Thì A3 thì còn 44, 45, 46, 47, 48, 49 và 51, 52, 53. Đấy thì bên em còn những cái căn như vậy, giá là 4 tỷ 3 một căn nhé. Cái căn bìa thì là 4 tỷ 8 nha quý anh chị khách hàng nhé. Căn bìa đó là 4 tỷ 8. Còn những cái căn thường là 4 tỷ 3. Đó. Và lốc A3 này thì đâu đó nó có khoảng 70 mấy căn nha quý chị khách hàng nhé. 70 mấy căn. Đó, thì hiện tại chủ đầu tư đang còn những cái sản phẩm như em vừa đọc là 44, 45, 46, 47, 48, 49 nha quý chị khách hàng nhé. Hai cái căn bìa đấy thì giá rất là cao, 4 tỷ 8. Đó, còn những cái căn còn lại là diện tích 5 x 20, xây 1/2 lầu, xây 1/2 lầu, và giá trị nó là 4 tỷ 3 giống nhau nha quý anh chị khách hàng nhé. Thì ở đây là cái phương thức thanh toán là như sau: khi mà quý anh chị khách hàng mình cọc đủ 100 triệu trong vòng 24 tiếng là sẽ được tặng một chỉ vàng. Quý anh chị khách hàng mình cọc đủ 200 triệu trong vòng 24 tiếng thì được sẽ tặng 3 chỉ vàng nhé. Và đặc biệt khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán 20%, số còn lại mình trả chậm trong vòng 24 tháng không lãi suất nha, sẽ được chiết khấu ngay 2%. Khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán 50% và phần còn lại mình trả chậm trong vòng 12 tháng sẽ được chiết khấu ngay 6%. Khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán là 95% sẽ được chiết khấu ngay 11%. Và đặc biệt lần này Hạnh Nguyễn sẽ xin hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng thêm một cái gói nữa là cái gói hoàn thiện nhà 50 triệu nếu mà quý anh chị khách hàng nào mua từ bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Đấy, Hạnh Nguyễn sẽ giới thiệu mua cho chủ đầu tư nhé. Đấy thì Hạnh Nguyễn sẽ đưa tiền mặt, cái gói 50 triệu này thì Hạnh Nguyễn sẽ đưa tiền mặt cho quý anh chị khách hàng. Và nếu mà quý anh chị khách hàng nào muốn mà trừ vào hợp đồng thì cái ngày ký hợp đồng là Hạnh Nguyễn sẽ trừ trực tiếp vào quý anh chị, cho quý anh chị khách hàng vào hợp đồng đó luôn nhé. Đấy. Thì ở đây là cái block A3 quý anh chị nhớ nhé. Thì đây là cái dự án La Villa Green City ở thành phố Tân An, Long An, ngay phường 6, đối diện trung tâm hành chính mới của tỉnh Long An nhé. Thì ở đây thì nó sẽ có hai tuyến đường đi. Một là quý anh chị khách hàng đi từ Sài Gòn xuống là mình sẽ đi quốc lộ 1A, mình tới cái vòng xoay của thành phố Tân An, ngay trạm liệt sĩ của thành phố Tân An thì mình rẽ tay phải mình đi vô nha quý anh chị khách hàng nhé. Và khi mà quý anh chị khách hàng mình đi ở đường cao tốc mình đi xuống á, thì mình sẽ xuống ngay cái trạm xuống của thành phố Tân An luôn. Đấy, thì mình sẽ gặp ngay cái dự án này. Thì ở đây là nó nhất cận giang, tam cận thị, nhì tiện ích nhà quý anh chị khách hàng nhé. Tam tiện ích nhà quý anh chị khách hàng nhé. Thì ở đây tiện ích nó rất là nhiều: khu hồ bơi, bể bơi, khu nhà điều hành, trung tâm thể dục thể thao đồng tâm, đối diện là cái khu trung tâm hành chính công an, rồi nhà tòa soạn báo, nó có đầy đủ hết nha. Thì quý anh chị nhớ nhá, quý anh chị khách hàng nào nếu mà có nhu cầu đầu tư hay là an cư thì cứ alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và cái phần mô tả, sẽ có những cái giá ưu đãi cũng như cái vị trí tốt cho quý anh chị khách hàng nếu là nếu mà quý anh chị khách hàng đầu tư trong thời điểm này. Và đến Tết thì xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo và một dự án tiếp theo nhé.